Bí ẩn đáng sợ về đại dương, có thể nó sẽ làm bạn sợ hãi. Thực chất con người chỉ khám phá được khoảng 5% đại dương, có nghĩa là còn rất nhiều điều chưa sáng tỏ và vô số sinh vật với hình thù kỳ dị ở dưới đại dương. Ánh sáng mặt trời chỉ có thể chiếu xuống mặt biển tối đa là 1.000 mét và từ vị trí này trở đi chính là một khoảng không tăm tối rộng lớn. Chúng ta không thể biết bên dưới có những thứ gì đang tồn tại, nhưng những thứ ở dưới đó thì hoàn toàn có thể quan sát được chúng ta. Ở dưới đáy của đại dương thật sự rất kinh hoàng khi áp lực nước ở đây là cực kỳ lớn. Nó tương đương với 50 chiếc máy bay vận tải cỡ lớn đang chất chồng trên đầu bạn. Đại dương cũng là nơi sinh sống của những loại vi sinh vật cực kỳ quái dị. Trong đó có một loại vi trùng, nếu như nhiễm phải thì nó sẽ ăn thịt bạn và chắc chắn không lâu sau bạn sẽ đăng xuất.